Cái này nhiều bạn hỏi cái kiểu tóc ngắn này mình cắt gọi là gì, thì đây là kiểu mullet nha, tức là xoắn dậy á. Tóc mọi người sẽ chỉ lên như này nè, mình không biết nói sao nữa, nhưng mà nó sẽ dài ngắn theo từng tầng ấy. Đây là cái đống dầu gội đầu mà mình vừa mới sửa soạn sắp xếp các thứ lại nè. Ví dụ như cái loại này nó sẽ dành cho tóc dài nè. Còn cái em màu hồng nhẹ thì khi mà mình nhuộm tóc á, mình giữ màu tóc mình sẽ dùng em đó. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ sử dụng cái em màu xanh dương này nha. Cái em này thì thật ra nó là cái dầu gội giảm gầu dành cho mọi loại tóc luôn, nhưng mà mình thấy em này gội đầu rất là sạch, cảm giác nó sạch từng cái chân lông kẽ tóc của mình luôn á, cho nên rất là phù hợp cho những cái giai đoạn ẩm ư hay tiết dầu nhờ cái thứ. Thông thường thì mình sẽ gội hai lần nha, lần thứ nhất thì để làm sạch nè, và lần thứ hai là để hấp thụ dinh dưỡng và tốt cho tóc hơn. Gội đầu mà thấy bọt quá trời bọt vậy á là chứng tỏ tóc mình đã sạch rồi đó mọi người. Sau khi mà gội xong á thì mọi người sẽ thấy tóc mình đã hơi rít một chút nha, nhưng mà sau khi sấy khô xong thì nó lại mềm mượt lắm. Khuyến khích mọi người nên dùng thêm dầu dưỡng khi tóc mình đã khô nha. Em này thì mình đã nói quá nhiều trong tất cả các clip rồi. Dầu dưỡng thì nó sẽ làm mềm tóc ống mã và bảo vệ tóc của mình khỏi tia UV hay là những cái tia nhiệt từ những cái máy làm tóc á. Đây là cái cách chăm sóc cho cái kiểu tóc mới của mình. Ok, bye bye mọi người nè.